quá đẹp luôn em ơi, hết chỗ chê luôn. Này chạy rất ok, 16 triệu anh em. Nên nào có nhu cầu thì alo. Hàng đẹp quá anh em ơi, quá đẹp. Xin bìa nha anh em, xin bìa là kiểu này đây, đây là hiểu xin bìa. Xin bìa là có cây này, cái đó là này. Ở đây là xin giữa là này đây, xin giữa là đây, này là xin bìa. Anh em nào có nhu cầu thì alo 0886356707. Hàng đẹp nha anh em. Con nào có nhu cầu thì alo. Đây, chúc em này về quê rồi em ơi. Em này bán cho khách rồi nha. Đây khách luôn đây. Đây là kho của cửa hàng nông ngư cơ Thành Đạt Sóc Trăng nha anh em. Hiện tại thì kho này đang nằm ở Bến Lức Long An. Hàng được tập trung về đây, rút công tại đây rồi mới đưa chuyển về phân phối ở tỉnh miền Tây, đặc biệt là phân phối về Sóc Trăng. Anh em nào có nhu cầu thì đến 49 quốc lộ 1A phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Đó là Thành Đạt 2. Còn cơ sở thứ hai là Bua 96 quốc lộ 1A phường 7, thành phố Sóc Trăng luôn. Cũng được xéo xéo đó luôn anh. Nè bà con ơi. Bà con có nhu cầu thì alo nha. Máy cũng khá đẹp. Rồi, chào bà con.